Vậy thì tại sao tuổi teen lại cầu nhau, lại tổn thương, lại như gì đó? Là vì từ nhỏ tới lớn nó bị đàn áp, nó bị đánh đập, nó bị không được lắng nghe, nó không được công nhận, nó không được tôn trọng. Cho nên bây giờ khi mà quý vị đánh con quý vị là lúc nó nhỏ xíu đúng không? Quý vị to hơn đúng không? Quý vị mạnh hơn đúng không? Quý vị quýnh nó, quý vị ép nó, tức là quý vị dùng nguyên lý gì? Mạnh được yếu thua. Quý vị dùng nguyên lý mạnh được yếu thua thì tới hồi nó mạnh hơn nó chơi lại mình. Đi xin hỏi quý vị, con tin của quý vị và quý vị ai mạnh hơn? Tôi tin mạnh hơn. Bây giờ mới nói tại sao tin nó khôn hơn người lớn. Là tại vì hồi xưa đó, khi con người chưa văn minh, chúng ta chưa có chữ viết, chúng ta chưa có giấy, thì chúng ta truyền thông tin với nhau bằng gì? Bằng miệng. Cho nên ai sống lâu thì sẽ nghe càng nhiều, sẽ giao tiếp càng nhiều thì càng có nhiều thông tin. Cho nên cái thời chưa văn minh, người càng già thì càng khôn. Nhưng khi người ta văn minh hơn, người ta bắt đầu có chữ viết, người ta bắt đầu có sách, thì ai biết đọc sách, ai biết viết, người đó sẽ thắng. Người lớn vẫn thắng còn nít. Nhưng bây giờ thông tin kiến thức nó nằm đâu? Mạng. Vậy thì ai biết mạng, ai có thời gian lướt mạng, người đó thắng. Giữa chúng ta những người lớn phải đi kiếm tiền, phải lo cơm áo gạo tiền với một đứa ngồi không suốt ngày, thằng nào thắng? Quý vị hiểu không ạ? Ngay cả quý vị làm việc trong cái ngành công nghệ, quý vị làm việc trong ngành công nghệ thông tin, quý vị làm việc dân nữa thì quý vị giỏi trong cái ngành nghề của mình thôi. Còn nó rảnh lắm, nó đọc đủ thứ chuyện trên đời hết trơn ấy. Cái kiến thức nó rộng hơn mình gấp 10 lần. Vậy thì một người ngu hơn, yếu hơn mà muốn kiểm soát một người khôn hơn và mạnh hơn, đi cố gắng kiểm soát một người khôn hơn mình và mạnh hơn mình là đúng không quý vị? Cho nên là những cái phụ huynh mà từ nhỏ tới lớn, thứ nhất là đã chơi cái trò mạnh được yếu thua rồi, thì bây giờ nó sẽ chơi lại với mình, nó mạnh được yếu thua là mình thua.